Bàn về đẳng cấp của những chiếc đồng hồ, chắc chắn có một yếu tố chúng ta không thể bỏ qua, đó là giá thành của chiếc đồng hồ đó. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài triệu, vài chục triệu hay thậm chí là tiền tỷ để sở hữu một chiếc đồng hồ cao cấp. Đồng hồ càng đắt tiền, càng chứng tỏ sự giàu có và độ chịu chơi của người mua. Nhưng cái giá đắt đỏ có phải là tất cả để tạo nên đẳng cấp của chủ nhân món phụ kiện thời gian tinh tế ấy? Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Góc nhìn X Channel, nơi chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ với các bạn về những vấn đề đang được quan tâm hiện nay, có thể là về đồng hồ, cũng có thể là những vấn đề xã hội nữa. Và ngày hôm nay, câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập có lẽ cũng là một câu hỏi mà các anh em yêu đồng hồ đôi lần trăn trở, đó là đồng hồ có phải cứ đắt tiền mới là đẳng cấp? Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của một vài khách hàng và nhận được nhiều sự chia sẻ khá đa dạng về vấn đề này. Quả thật, giá tiền là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên đẳng cấp của một chiếc đồng hồ. Nhưng dẫu sao, tiền cũng không phải là tất cả. X-Channel xin đưa ra 3 lý do như sau. Thứ nhất, có một thực tế là nhiều người sẵn sàng lựa chọn một chiếc đồng hồ fake thương hiệu lớn với giá thành cao thay vì đeo một chiếc đồng hồ chính hãng với giá thành vừa phải. Trong trường hợp này, rõ ràng dù chiếc đồng hồ người đó đeo trên tay có đắt tiền thật, nhưng vì nó chỉ là vẻ bề ngoài nhái lại, chỉ là bản sao, mà đã là bản sao thì không thể hoàn hảo. Thế nên, đẳng cấp cho những sự lựa chọn này là điều khiến chúng ta phải ngẫm lại. Bởi lẽ, sự thật là một trong những điều chủ yếu tạo nên cốt cách của một con người. Sự thật dẫu thế nào cũng vẫn luôn sang trọng, còn sự giả dối, dù hào nhoáng, vẫn sẽ khó được coi trọng. Thứ hai, không phải cứ có tiền sẽ trở thành người đẳng cấp, mà cái tạo nên đẳng cấp của bạn phải là cách bạn ứng xử, cách bạn nói năng, cách bạn làm việc và giao tiếp với những người xung quanh. Tương tự, chiếc đồng hồ đắt tiền sẽ không đem đến đẳng cấp cho bạn nếu bạn không biết lựa chọn đeo nó trong một hoàn cảnh phù hợp, kết hợp với một bộ trang phục ăn ý cùng với một cách bảo quản đúng đắn. Cách sử dụng mới là yếu tố tạo nên đẳng cấp. Và điều thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đồng hồ chỉ thực sự đẳng cấp khi nó đồng nhất với điều kiện sống, với tính cách và bản chất con người của bạn. Đến đây, hãy cùng chúng tôi theo dõi một câu chuyện khá thú vị về chân dung vị tỷ phú không tiền của nước Mỹ, người đã từng đem 220 triệu USD để từ thiện tại Việt Nam nhưng lại ở nhà cho thuê và đeo đồng hồ chỉ 15 USD mà thôi. Chuck Finney là ông chủ của thương hiệu cửa hàng miễn thuế DFS ở các cửa khẩu, hệ thống bán lẻ rượu, thuốc lá cũng như những mặt hàng xa xỉ phẩm số 1 thế giới. Doanh số của DFS ước tính đạt 3 tỷ USD một năm. Tuy nhiên, bản thân ông Finney lại không bao giờ thắt cà vạt Hermes hay mang giày Gucci. Chuck Finney thường nói, ông quý trọng tiền bạc và rất ghét phung phí nó. Quan niệm sống này, ông đã cố gắng chuyển lại cho 5 người con từ lúc chúng còn bé. Mặc dù có tiền, ông vẫn làm việc chăm chỉ và không muốn con ông trở thành những đứa con nhà giàu hư hỏng. Ông Finney từng có 6 căn hộ sang trọng ở Pháp và New York. Ông đã bán tất cả và giờ đây thuê lại một căn hộ nhỏ chỉ có 2 phòng ở San Francisco để sống cùng với vợ. Chắc Finney vẫn đeo đồng hồ giá 15 USD, đi máy bay với hạng best và cũng chẳng hề có xe hơi riêng. Chắc Finney từng chia sẻ rằng ông thích kiếm tiền nhưng không muốn sở hữu chúng, nên nhiều năm liền đã bí mật làm từ thiện phần lớn khối tài sản khổng lồ trị giá hàng tỷ USD của mình. Ông cũng từng đến Việt Nam và trao tặng nhiều học bổng trị giá lên đến 220 triệu USD. Một điều đặc biệt ở Finney là ông cho đi một cách rất lặng lẽ. Trong 15 năm đầu tiên, Finney luôn giấu tên và cho đến tận bây giờ, toàn thế giới mới được biết đến tấm lòng vàng của vị tỷ phú rỗng túi này. Quả thật, tỷ phú Chuck Finney là một ví dụ điển hình cho việc đẳng cấp không nằm ở việc bạn chi bao nhiêu tiền cho những món đồ hàng hiệu hay sống một cuộc sống vương giả xa hoa như thế nào. Chuck Finney là người giàu có vô tận về sự hảo tâm, lòng thương người và đó là cách ông đã tạo nên đẳng cấp của riêng mình. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Đồng hồ có phải cứ đắt tiền mới tạo nên đẳng cấp? Đừng quên để lại comment để chia sẻ với chúng tôi và đừng quên subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào đến từ X Channel nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!